Chào mừng quý vị đã quay trở lại với bản tin của chúng tôi. Gã đàn ông này đột nhập vào phòng trọ của một người phụ nữ để cướp tài sản. Thế nhưng khi tiền bạc chẳng có, hắn liền nảy sinh thú tính cưỡng hiếp người phụ nữ ấy. Điều đáng nói là sau khi thực hiện hành vi đồi bại xong, tên tội phạm này lại lăn ra ngủ như chết. Vụ cướp của bị hại này rốt cuộc là như thế nào? Ngay bây giờ xin mời quý vị cùng theo dõi thông tin chi tiết. Vụ án cướp tài sản và hiếp dâm do tên Nguyễn Hữu Ân, sinh năm 1992, ngụ xóm 8, xã Quỳnh Bán, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An thực hiện, đã phát sinh thêm tình tiết mới trong lúc thẩm vấn tại tòa. Sở dĩ đối tượng gây án phải tra tay vào còng ngay sau đó là do lúc cưỡng hiếp, hắn quá khát nước và đã uống nhầm ly thuốc ngủ của nạn nhân rồi ngã lăn ra ngén ngủ như chết trong tình trạng không mảnh vải che thân. Một cán bộ tòa án nhân dân thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương phải phì cười mỗi khi nhớ lại. Khoảng 1 giờ 30 phút ngày 28 tháng 5, sau chầu nhậu bí tỉ, Ân nảy sinh ý định tìm tài sản để chiếm đoạt. Nghĩ là làm, sau khi thủ sẵn hai con dao Thái Lan bên người, Ân lập tức rời phòng trọ bằng chiếc xe đạp, rồi lượn lờ khắp các ngõ ngách của khu phố Bình Đường 1, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương để săn mồi. Khi đến dãy trọ phòng số 40/28 khu phố Bình Đường 1, Ân phát hiện cửa cổng dãy phòng trọ không khóa, nên chạy thẳng vào trong, dựng xe đạp sát giá đỡ bồn nước. Sau đó, Ân cất hai con dao vào sườn xe đạp, rồi leo lên nóc nhà trọ một cách thuần thục, điêu luyện như siêu nhân. Bằng đôi mắt nhà nghề, tên Ân xác định mục tiêu là phòng trọ số 2, bởi có nhiều sơ hở, trước dễ dàng đột nhập để trộm cắp tài sản. Dưới ánh đèn lờ mờ, tên Ân nhẹ nhàng chèn người chui qua lỗ thông gió của phòng vệ sinh, rồi đột nhập vào trong một cách an toàn, không hề có tiếng động phát ra. Trong lúc lục tìm tài sản, Ân nhìn thấy chị Nguyễn Thị Thu, sinh năm 1973, trú tại huyện Nam Đàn, Nghệ An đang say giấc. Sau phút giây đắm đuối ngắm chị Thu, cơn thú tính trong lòng Ân dâng trào trỗi dậy nên đè lên bụng chị Thu khống chế. Lúc này, chị Thu giật mình tỉnh giấc, định truy hô cầu cứu thì bị hắn dùng tay bóp cổ và đấm vào mặt chị Thu một cú như trời giáng. Chưa dừng lại ở đó, Ân liền lấy chiếc đũa tre để gần kệ bếp làm hung khí đe dọa, sẽ giết chết nếu như nạn nhân chống cự. Quá sợ hãi, chị Thu chỉ biết im lặng, chịu đựng không dám phản kháng. Tiếp đó, tên Ân tra khảo nơi cất giấu tiền, vàng, nhưng chị Thu không có tài sản gì quý, nên hắn chuyển sang ý định cưỡng hiếp. Sau khi thỏa mãn dục vọng, kẻ đồi bại vừa mệt vừa khát, nên vỡ lấy ly nước của chị Thu để gần đó uống ưng ực. Nhưng không ngờ, ly nước ấy là thuốc ngủ mà chị Thu pha sẵn chưa kịp uống. Uống xong, Ân nằm sụi lơ và lăn ra ngén ngủ như chết. Lợi dụng cơ hội này, chị Thu nhanh chóng gọi báo cho công an sở tại đến bắt giữ tên biến thái trong tình trạng không mảnh vải che thân. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ một chiếc đũa tre dài 25cm, hai con dao dài 30cm, lưỡi dao bằng kim loại dài 15cm, cán nhựa màu đen dài 10cm, một xe đạp mini sơn màu xanh đen là phương tiện phạm tội. Hành động bất lương của tên Ân phải trả giá bằng bản án 15 năm tù giam về hai tội danh cướp tài sản và hiếp dâm. Được biết theo hồ sơ vụ án trước đó, Nguyễn Hữu Ân là kẻ lười lao động, thích ăn cơm tù hơn cơm nhà. Năm 19 tuổi, hắn đã từng bị bắt về hành vi trộm cắp tài sản, bị tòa án nhân dân thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương tuyên phạt 9 tháng tù giam. Sau khi chấp hành án tại trại giam Thủ Đức, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận, Ân được trả tự do, nhưng chứng nào tật nấy, Ân không từ chí làm ăn mà tiếp tục trượt dài lên vết xe đổ. Cùng với hành vi trộm cắp tài sản, Ân lại bị tòa án nhân dân thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương xử phạt 15 tháng tù giam. 5 tháng trong trại giam Tổng Lê Chân, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước dường như vẫn không đủ thời gian để Ân nhìn nhận những lầm lỗi để sửa đổi thành người tốt. Sau đó, Ân được trả tự do, hòa nhập cộng đồng trong niềm vui mừng của người thân với hy vọng hắn sẽ thay đổi, chỉ thủ làm ăn, giúp đỡ mẹ cha. Trong thời gian này, tên Ân tá túc tại phòng trọ của người em gái ở tổ 39, khu phố Bình Đường 1, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương để tìm kế sinh nhai. Nhưng với bản tính lười biếng nên chẳng có nơi nào dám nhận Ân vào làm. Suốt khoảng một tháng quanh quẩn ở khu trọ ở bẹp này, Ân tiếp tục lên kế hoạch trộm cướp tài sản để lấy tiền tiêu xài cá nhân cho đến ngày bị bắt. Tên nhân vật đã được thay đổi. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật đến quý vị những thông tin mới nhất liên quan đến sự việc trên. Tiếp theo là hàng loạt cuộc cưỡng hiếp trẻ em khiến dư luận phẫn nộ. Tất cả những tên biến thái này sẽ đối diện với mức án ra sao? Ngay bây giờ xin mời quý vị cùng theo dõi thông tin chi tiết. Một cán bộ tòa án thuộc tỉnh Hòa Bình có nhiều năm kinh nghiệm trong việc xét xử đã phải thốt lên rằng thời gian gần đây, địa bàn tỉnh Hòa Bình liên tiếp xảy ra vụ việc xâm hại tình dục trẻ em, mà nguyên nhân chủ yếu lại có phần chủ quan của bị hại và gia đình bị hại. Mới đây nhất vào ngày 11 tháng 7, Tòa án Nhân dân tỉnh Hòa Bình đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm, xét xử bị cáo Bùi Văn Anh, sinh năm 1998, trú tại xóm Đống, xã Phong Phú, Tân Lạc, về tội hiếp dâm trẻ em. Theo lời khai của đối tượng, chỉ vì thước phim đen do bạn bè rủ xem mà hắn đã thực hiện hành vi vi phạm với một đứa trẻ chưa đầy 4 tuổi.
và nếu như người thân của bé chăm bẵm cẩn thận hơn, chú ý hơn thì sự việc đáng tiếc trên đã không xảy ra. Trước đó, vụ án hiếp dâm do đối tượng Bùi Đức Đông, sinh năm 1990, trú tại xóm Mền 1, xã Đoàn Kết, huyện Yên Thủy gây ra với bị hại là Bùi Thu Thủy đã gây xôn xao. Khi Đức Đông đi đám cưới của gia đình ở cùng xã, sau khi chén tạc chén thù với bạn bè tại đám cưới, khoảng 14 giờ 30 phút cùng ngày, Đông chạy xe máy đi chơi thì gặp em Thủy. Do cả hai đã quen biết nhau từ trước nên khi Đông rủ Thủy đi chơi thì Thủy đồng ý ngay. Thế nhưng khi cả hai rong ruổi đến khu vực xóm Á Đồng, xã Yên Trì thì Thủy đổi ý đòi về nhà. Mà mẹn sẵn trong người nên Đông liền đưa Thủy vào nhà trọ tại xóm Trung Hòa 1, xã Phú Lai, huyện Yên Thủy để giở trò đòi bài. Dù bị Thủy phản kháng nhưng Đông vẫn không tha. Hành vi của Đông sau đó đã bị Tòa án Nhân dân huyện Yên Thủy tuyên phạt 5 năm tù về tội hiếp dâm trẻ em. Những vụ án trên cho thấy, các bị cáo đã lợi dụng sự tin tưởng của bị hại và sự mất cảnh giác của người thân của bị hại để thực hiện hành vi phạm tội. Chỉ một ít phút mất cảnh giác, bị hại cũng đã vô tình tạo điều kiện cho những kẻ có ý định xấu hoàn thành được hành vi phạm tội của mình. Kẻ phạm pháp đã bị pháp luật trừng trị với những bản án và mức hình phạt nghiêm khắc. Tuy nhiên, những khuôn mặt cúi gằm trước vành móng ngựa cũng làm nhiều người dự phiên tòa không tránh khỏi nỗi xót xa. Nếu không có sự tin tưởng, không có sự mất cảnh giác của phía bị hại, thì những gã trai, gã đàn ông kia chắc sẽ không thực hiện được tội ác của mình. Và cũng sẽ không có thêm những gia đình tan nát khi người con, người chồng, người cha của mình phải vào tù vì những phút giây điên rồ ấy. Như vụ án xâm hại tình dục trẻ em đã được Tòa án Nhân dân các cấp xét xử rất nghiêm minh. Nhưng tại sao vẫn xảy ra liên tiếp trong thời gian gần đây, đặc biệt là các huyện vùng núi của tỉnh Hòa Bình? Câu trả lời đầu tiên vẫn là nhận thức pháp luật và liên quan đến chuyện môi trường giáo dục. Bởi từ thực tế các vụ án đã xét xử, hầu hết đối tượng vi phạm đều ở vùng sâu, vùng xa, trình độ học thức chỉ mới hết lớp 3 trường làng. Sự tiếp cận thông tin hạn chế, việc tuyên truyền pháp luật cho người dân còn mờ nhạt giữa cách thức tuyên truyền cũng như người đón nhận. Mới đây, Tòa án Nhân dân huyện Kim Bôi, Hòa Bình xét xử đối tượng Hoàng Công Huấn cũng phần nào cho chúng ta nhìn nhận về thực tế những vụ án hiếp dâm trẻ em liên tiếp xảy ra tại một số huyện vùng núi của tỉnh Hòa Bình. Sau khi đi uống rượu về, trời đã khuya, Huấn biết gia đình em Mai chỉ có hai mẹ con nên đã nảy ra ý định xấu. Mai là bé gái bị chậm phát triển, chủ yếu nằm ở trong nhà chứ không hề đi đâu. Sự ấu trĩ của đối tượng vi phạm khiến những người chứng kiến phiên tòa xét xử ai cũng phải phì cười. Trong cáo trạng nêu rõ, Huấn lẻn vào nhà thực hiện hành vi với Mai ngay trong buồng nhà Mai khi mẹ nạn nhân đang nằm ngủ bên ngoài. Vì Mai kháng cự và mẹ em phát hiện thì hắn tháo chạy bỏ lại quần áo. Tuy nhiên, khi hắn đang trốn tại góc vườn thì thấy mẹ nạn nhân chạy đi đâu đó. Không từ bỏ ý đồ, Huấn đã quay trở lại nhà Mai, chặt đứt dây điện thắp sáng để tất cả chìm trong bóng tối, tiện cho việc thực hiện hành vi đồi bại của mình. Sau khi cưỡng hiếp Mai xong, Huấn trốn trong gầm giường của Mai và đã ngủ quên tại đó. Khi lực lượng công an xã đến hiện trường, khi soi đèn pin tìm kiếm dấu vết thì thấy hắn đang ngáy ngủ như chết. Sau khi xét xử, tòa án đã tuyên Huấn phải lãnh mức án 4 năm tù về tội hiếp dâm. Tên nhân vật đã được thay đổi, chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật đến quý vị những thông tin mới nhất liên quan đến sự việc trên. Cảm ơn sự quan tâm, theo dõi và ủng hộ của quý vị khán giả. Đừng quên like, share, subscribe, bấm vào những tin tức mới nhất, nóng hổi nhất ở bên đây nhé. Chúc quý vị thật nhiều sức khỏe, xin chào và hẹn gặp lại.